Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, đi lễ chùa là một phong tục đẹp của người dân Việt Nam từ bao đời nay. Tuy nhiên, sự đông đúc trong việc đi lễ chùa ngày nay gây ra không ít những phiền toái, thậm chí là nguy hiểm cho trẻ nhỏ khi các em được cha mẹ đưa đi cùng. Sau đó, khi đưa trẻ đi lễ hội đầu xuân, cha mẹ cần lưu ý những vấn đề sau đây. Thông tin được đăng tải tại trang sức khỏe đời sống, và trang sức khỏe 24 giờ. Trẻ có thể bị lây nhiễm bệnh. Đi lễ chùa ngày Tết là một phong tục đẹp của người Việt. Tuy nhiên, đầu xuân rất nhiều ngôi chùa nổi tiếng rơi vào tình trạng quá đông đúc. Với trẻ em, những nơi đông người lạ luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Vì thế khi có ý định đưa con nhỏ đến chùa, cha mẹ cần phải cân nhắc những tình huống xấu có thể xảy ra. Việc mọi người cùng chen nhau khấn vái trong một không gian chật hẹp dễ dẫn đến trường hợp lây lan một số bệnh truyền nhiễm cho bé. Khi trẻ còn quá nhỏ, từ sơ sinh đến dưới 3 tuổi, những bức tượng có hình thù dữ tợn hay xuất hiện trong chùa như rồng, phụng, các vị hộ pháp có thể khiến bé ám ảnh mất ngủ. Tiếng chuông trống quá to cũng sẽ làm bé giật mình hoảng sợ. Trẻ có thể bị lạc, các bé lớn thường hiếu động và tinh nghịch. Chùa chiền lại là nơi tập trung nhiều quần thể kiến trúc, bé có thể bị lạc hoặc nhanh chóng hút tầm mắt của người trong coi. Điều này vô cùng nguy hiểm. Cha mẹ, người lớn phải luôn đề phòng trường hợp nêu trên. Việc bé chạy nhảy, đùa giỡn còn ảnh hưởng đến không khí tôn nghiêm của nhà chùa, gây khó chịu cho những người đi lễ khác. Ngột ngạt vì khói nhang Khói nhang nghi ngút trong chùa là vấn đề khá lớn với các em bé nhỏ, có hệ hô hấp còn non yếu. Ngày nay để cho nhang có mùi thơm, một số nơi sản xuất không còn dùng hương liệu tự nhiên thay vào đó là hóa chất rất có hại với trẻ nhỏ. Nhưng dù là nguồn cấp tự nhiên, các loại khói thải đều ảnh hưởng đến sức khỏe của bé. Việc nhiều người thắp nhang còn đưa đến nguy cơ vô tình làm bé bị bỏng. Kiểm tra sức khỏe cho trẻ trước chuyến đi nên theo dõi sức khỏe của trẻ trước mỗi chuyến đi, đặc biệt trong bất kỳ dịp nghỉ lễ nào đang có dịch bệnh như sởi, sốt huyết, cha mẹ cần hết sức cân nhắc khi quyết định đi du lịch đến chỗ đông người. Nếu cho trẻ đi, hãy chú ý tăng cường dinh dưỡng, thường xuyên vệ sinh răng miệng, mũi, họng, mắt và thân thể cho trẻ. <laughs> Chuẩn bị đồ đạc cho trẻ. Các cha mẹ chỉ nên mang những món đồ cần thiết vì khi di chuyển với trẻ, nhất là tới nơi đông đúc, bạn sẽ bực mình nếu phải lo mang vác cả núi đồ công cành. Khi đi chơi xa, trẻ đặc biệt nhạy cảm với sự thay đổi thời tiết và thực phẩm ăn uống khác lạ rất dễ làm con nhiễm các bệnh như cảm cúm, sốt, ngộ độc thức ăn. Trước khi đi, cha mẹ nên chuẩn bị sẵn đồ ăn, thức uống quen thuộc cho con để đảm bảo ăn uống vệ sinh và an toàn. Bên cạnh đó, cần tăng cường cho trẻ uống đủ nước, ăn trái cây giàu vitamin C để tăng cường sức đề kháng. Hãy mang theo thuốc cảm, sốt, đau bụng, dầu xoa, dung dịch rửa tay diệt khuẩn và các dụng cụ y tế dự phòng khi cần dùng đến. Dạy trẻ kỹ năng cần thiết. Trong quá trình di chuyển nơi đông người, chỉ một chút lơ là, không có sự giám sát của người lớn, trẻ rất dễ bị lạc vì bản tính ham chơi, thích khám phá những cảnh vật xung quanh. Con đi lạc là một trong những điều tồi tệ nhất mà ông bố bà mẹ nào cũng lo lắng. Điều tốt nhất cha mẹ có thể làm là dạy cho trẻ một số kỹ năng đơn giản nhưng vô cùng quan trọng để bé biết cách tự bảo vệ. Trước khi đi, cha mẹ nên dạy bé không đi theo nghe lời của người lạ khi chưa được sự đồng ý của người thân. Cha mẹ cần dạy con cách xử lý tình huống khi bị lạc, lồng ghép vào những câu chuyện tình huống giả định bằng câu hỏi và hướng con cách giải quyết. Chẳng hạn hỏi trẻ: "Khi con bỗng dưng không nhìn thấy người nhà ở bên cạnh thì con phải làm gì?" Sau đó gợi ý cho trẻ dạy cách nhận biết và tìm đến nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát, nhân viên an ninh, những cô chú mặc đồng phục. Nên dạy bé ghi nhớ tên tuổi của cha mẹ, địa chỉ, điện thoại liên lạc hãy cài vào ba lô, túi áo của con mảnh giấy ghi tên, địa chỉ, điện thoại của người thân. Dặn con cần giữ mảnh giấy này cẩn thận và hãy đưa cho người mặc đồng phục, đeo phù hiệu mảnh giấy này trong trường hợp con bị lạc. Quý vị và các bạn thân mến, người có thẻ bảo hiểm y tế lưu ý một số thay đổi về quyền lợi khám chữa bệnh. Sẽ là thông tin chính trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.